như vậy thì nên không. Vậy cho nó là chương trình. Từ từ cô nhắc ra nữa. Đó nè. Là 3 giây. Cái 3 giây nha. Cái 3 giây này. Để tắt thử. Đã bật tắt rồi. Rồi nó đã. Nó như vậy chân chung là chân này. À chân chung. Ở đây người ta ghi chung luôn nè. Chung sinh nhanh nè. À còn cái chân này là chân bên trái. Chân này bên phải. Tại sao bên trái bên phải? Thì khi mà chúng ta gạt nó nằm ở trên vị trí xe thì chúng ta gạt cái công tắc xe nó nằm như thế nào? Nó nằm như thế nào? Nó nằm bên này. Sinh nhanh nó nằm bên tay trái đúng không? Bên này là bên tay trái. Bên này bên phải. Như vậy bên tay trái hả? À? À đúng rồi, nó cúi vậy nè. Bên trái nè, bên phải nè. À, khi mà chúng ta gạt chúng ta biết. Như vậy chúng ta xác định được ba chân đó. Chân trái là chân này. Chân chung là chân ngắn chi ngắn. Và chân xi nhanh phải. Bên phải ba giây này, gọi nó ra. Rồi tiếp theo chúng ta xác định cái dây của thằng nào. Của còi đi. Còi. Còi đâu mấy dây? Đề, đèn, còi. Còi có 2 dây thôi. 2 dây. Hồi nãy mình có 2 dây nhớ nó kêu kêu đó. Chích lại coi bấm cho nó kêu lại không? 2 dây nè. 2 dây này đúng không? Rồi bấm cái còi thử rồi. Không kêu, không tắt. Như vậy là cây khác. Như vậy cây đèn on off nè. Cái kia đúng rồi đó, on off. Như vậy công tắc đèn, khóa đèn là cái này, khóa điện này, ủa, khóa đèn, khóa đèn đúng không? Khóa đèn đúng không? Dạ đúng rồi, đèn, khóa đèn là cái này, hai sợi dây này, on off, hai sợi thôi. Hai sợi thì cái dây nào cũng được, hai sợi on off thì nó cam hiểu giống như một cái on off vậy, thì đầu nào cũng được, nha, sợi nào cũng được hết. Không quan tâm cái tên chừng là gì, cứ 2 giờ là dây nào cũng được, cứ no nó mà. Rồi tiếp theo là gì? Công tắc đèn. Pha cốt. Pha cốt. Pha cốt. Pha cốt đây. Pha là 2. Lâu là cốt. À. Pha cốt. Như vậy nó mấy giây? 3 giây. 3 giây chắc 3 này với nữa. Bật chế độ, bật chế độ pha qua. Bật chế độ pha qua. Đúng rồi. Pha nè, pha thì 2 giây giây nào thông với nhau. Dây HL. Cố định một giây mà bỏ này bật pha mà ai bật pha 2 giây này nó thông nhau. Rồi bật qua chế độ cốt, giữ một trong hai chân này đo với mấy chân còn lại. Rồi chân này không thông, vài chân màu xanh rồi. À, như vậy chân này chân chung nè. Chân này chân HL. Chân chung. Chân HL. Đúng rồi, chân HL. À. Còn chân lâu là cái chân mà khi mà nãy nào, chân nào? Chân lá cây. Chân lá cây đúng không? Đây. Là chân lâu. Và chân này là chân gì? HI. Là 2. À, chân pha đó. À, chân pha, chân cốt và chân chung. Rồi cứ như thế mà dò trong này mà đấu lại theo cái sơ đồ mạch điện hết rồi. Dạ. Được chưa? Dạ. Rồi. Ở từ phát sinh. Ngoài ra thì chúng ta ở đây nó có một cái bộ chớp nữa. Cái bộ chớp là cái để làm gì? Chớp xi nhan. Bộ chớp là nó, nếu mà không có cái này thì đèn nó sáng. Bật qua thì nó sáng, bật lại nó sáng, nó không có chớp thì cái này nó tạo cái hiệu chớp. Thì nó sẽ có hai chân là B và L.
chân B là cái chân mà đấu vô dương, vô nguồn. Còn L là đấu ra đèn trong cái sơ đồ mạch điện nè. Bộ chấp không? Rồi ngay sinh nhan đúng không? Ừ, đúng rồi đó. Nó sẽ có chân B. Chân B này đúng rồi, nhưng mà nó nói về chân B. Và một cái chân L là đấu ra đèn, chân L nè. Công tắc xuyên nhanh. Qua công tắc xuyên nhanh. À. Đấu vô chắc đấu vô chân. Như vậy cái chân L là đấu ra công tắc xuyên nhanh. Đấu vô chân chung của ta. Dạ thôi. Rồi tiến hành nào đấu cái này. Còn nhanh.